Tường Vi xin kính chào quý vị hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2019 đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay là chương trình phỏng vấn đặc biệt về công tố viên Robert Mueller do tiến sĩ Trần Văn Hải và Võ Thành Nhân thực hiện. kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và hôm nay chúng tôi có một cái buổi phỏng vấn rất là đặc biệt với lại tiến sĩ Trần Văn Hải. quý vị cũng biết rằng tiến sĩ Trần Văn Hải là giám đốc kiểm toán về điện toán về viễn thông tại cơ quan kiểm toán trung ương thuộc quốc hội Hoa Kỳ. thì trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi phỏng vấn tiến sĩ Trần Văn Hải để nhằm tìm hiểu về những cái báo cáo của ông Robert Mueller và cái bài mà tường trình của ông dài 7 tiếng đồng hồ tại quốc hội Hoa Kỳ trong tuần qua và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết em xin được kính chào tiến sĩ Trần Văn Hải. À, xin kính chào quý vị khán giả và xin chào anh võ Thành Nhân. À, khi mà chúng ta um, nhìn về cái, cái vấn đề cái bản báo cáo của ông, công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller à, cái khía cạnh những điều pháp lý là nó như thế nào dạ thưa tiến sĩ Trần Văn Hải dạ, như uh, quý vị và anh nhân chắc cũng có theo dõi thứ tư tuần trước ngày 24 tháng 7 2019 thì uh, cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã ra điều trần trước hai tiểu bang của Hạ viện Quốc uh, hội Hoa Kỳ là tiểu bang tư pháp uh, do do dân biểu Jerry uh, Nadler làm chủ tịch và à, tiểu bang về tình báo Tức là do dân biểu Adam Schiff của California làm à, chủ tịch à, Thì à, cái buổi điều trần này phải nói ra là à, Là cái sinh hoạt hầu như là cuối cùng của cái cuộc à, điều tra đặc biệt Mà ông Robert Mueller được Bộ Tư pháp chỉ định làm công tố đặc, đặc biệt Vào ngày 17 tháng 5 năm 2017 à, để Nhằm là điều tra à, về cái nghi vấn là nước Nga đã can thiệp vào cái cuộc bầu cử uh, tổng thống năm 2016 uh, và sau 22 tháng uh, điều tra uh, và sử dụng là 19 uh, luật sư, 40 uh, nhân viên uh, của FBI và phỏng vấn gần 500 nhân chứng uh, kể cả 13 uh, nước ngoài nước nước ngoài quốc. Uh, thì ngày 22 tháng 3 năm 2019 À, ông mueller đã nộp để nộp cho à, bộ trưởng tư pháp là ông bill Barr à, cái báo cáo cuối cùng à, thì trong cái báo cáo cuối cùng này cái hai cái kết luận à, mà chính tức là gồm trong hai cái quyển cái volume one và volume 2 volume one thì là điều tra về cái nghi vấn gọi là gọi là đồng lõa của cái bang à, bang vận động của ông, ông trump trong cái thời gian tranh cử với người nga để tìm cách là thắng cử cái uh, volume 2 tức là điều tra về cái những công việc mà ông trump uh, làm mà có nghi vấn là ngăn cản công lý tức là ngăn cản không cho ông robert mueller điều tra uh, thì uh, uh, hai cái kết quả này đã uh, hầu như là không có cáo buộc ông uh, tổng thống trump và bang uh, bầu cử của ông về tội gì cả uh, do đó là hầu như uh, bên đảng dân chủ thì họ uh, cảm thấy họ không thỏa mãn cho nên họ yêu cầu ông Robert Mueller phải ra điều trần trước Quốc hội và trực tiếp truyền hình cho toàn thể dân chúng Hoa Kỳ được chứng kiến. Điều này cũng khá là thường lệ bởi vì sau khi cái cái, cái báo cáo được đệ trình thì người ta thấy rằng ngay cả trong Quốc hội Hoa Kỳ cũng chỉ vào khoảng 15% thường nghị sĩ hoặc là Dân biểu đọc cái báo cáo đó mà thôi Còn ngoài ra bởi vì cái báo cáo này 448 trang Và có những cái đoạn nó rất là chi li chi tiết Mà không có liên quan gì đến cái nội dung của cái điều tra Cho nên rất ít người dân nói thật ra là phải bỏ thì giờ mà đọc hết 448 trang này Do đó cái buổi điều trần hơn 6 tiếng đồng hồ Ngày thứ tư tuần trước Thì là tâm điểm của tất cả mọi cái chương trình TV cũng như là radio Và chúng ta có dịp thảo luận về cái kết luận đó Yeah. và khi mà chúng ta nói rằng là khi mà ra điều trần tại quốc hội như vậy đó thì cái quyết định về vấn đề pháp lý mà có một cái cuộc điều trần như vậy là với một cái sự chủ động như thế nào và cái protocol cái procedure nó xảy ra như sao ạ yeah. cái cuộc điều trần của ông Robert Mueller thật ra cũng khá là bất thường là bởi vì thường thường một công tố đặc biệt ví dụ như trước đây có ông Ken Starr À, rồi bây giờ là ông Robert Mueller khi đưa ra điều trần thì chỉ một mình ông mà thôi bởi vì cái báo cáo đó là cái sản phẩm của ông phải nói là của chính ông và những cái nhân viên của ông nhưng mà về trên thực tế là phải nói là của ông trong à, sau suốt 22 tháng điều tra à, thì có chứa rất nhiều là thông tin nhưng mà đối với một người gọi là công tố đặc biệt như ông Mueller trước đây là giám đốc của FBI trong rất nhiều năm và Uh, trước đây cũng đã được người ta là rất là ca tụng là về khả năng, về pháp lý cũng như là về sắc sảo và nhận định sắc bén. Uh, thì khi ra điều trần thì ông lại yêu cầu là cho cái người uh, tham mưu như là tránh văn phòng của ông trong cái, uh, cái 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 buổi điều tra này là công A, cái, cái ông Aaron Zappley. Uh, đây, đây là một cái điều bất thường bởi vì người người ta đặt nghi vấn liền, người ta nói rằng là tại sao ông Mueller ra điều trần mà không lý lại không nắm những cái thông tin ở trong cái báo cáo của mình hay sao mà phải còn là nhờ là một cái người là tránh văn phòng của mình đi theo à, thì kết quả của buổi điều trần thì chúng ta sẽ thấy và chúng ta sẽ thảo luận à, sau đó yeah. và khi mà chúng ta trở lại cái cái văn bản dài 448 trang như vậy đó mà khi mà ra để mà điều trần thì cứ, cứ tức là đi tới rồi đi lui cũng phải nằm ở trong 448 trang chứ ông đâu có tiết lộ những cái điều gì mới cho dù trước đó cũng những cái buổi thăm dò thì cũng không có tin tức gì mới hết. À, đúng như anh Nhân nói tức là vào ngày 29 tháng 5 năm 2019 ông Robert Mueller đã có một cái buổi họp báo và tuyên bố ông đã à, chấm dứt cái cuộc cái, cái cuộc điều tra à, và ông kể như là đóng cửa tiệm. À, không có tuyên bố gì nữa và ông nói rằng ông không muốn ra điều trần ông không muốn nói gì thêm ông chỉ muốn tất cả mọi người đọc cái báo cáo của ông nhưng mà bởi vì cái gọi là có tính cách chính trị giữa bên À, Dân chủ và bên à, cộng hòa người ta diễn dịch cái nội dung của cái báo cáo đó à, theo cách à, có lợi cho mình Và truyền thông thì phải nói là thường là, là một chiều à, Họ tấn công à, à, ông Trump về nhiều mặt Họ nêu ra những cái điều mà thật ra là không có Hoặc là à, nó, họ chỉ à, phóng đại một vài cái chi tiết ở trong cái báo cáo của ông Robert Mueller Đặc biệt là trong quyển 2 Tức là nói về cái vấn đề là à, gọi là ngăn cản công lý thì tôi xin trình bày một một chi tiết nhỏ ở về vấn đề pháp lý ở đây. Tức là khi một công tố viên đặc biệt được Bộ Tư pháp chỉ định thì có tính cách là phải điều tra về một để tìm ra một cái tội nào đó. Nếu cái người gọi là nghi can mà sau cái cuộc điều tra nếu thấy rằng có đủ bằng chứng thì là yêu cầu Bộ Tư pháp truy tố prosecute. Mà nếu sau một cái buổi điều tra hoặc là một cuộc điều tra dài dòng và tốn chống kém mà vẫn không đủ là chứng cứ không không đầy đủ à, theo quan điểm của cái người công tố thì người ta sẽ không có tuyên bố gì về cái về cái cuộc điều tra đó và người ta chỉ nói rằng là không có đủ à, chứng cứ để mà truy tố cái bị can đó ra tòa cái điều đặc biệt ở đây là cái kết quả điều tra của ông Robert Mueller thì là trong cái cái quyển đầu tức là nói về cái vấn đề là âm mưu cũng như là đồng lõa với Nga thì nói rõ ràng thẳng thừng tức là ban tham mưu cũng như là bên phía ông Trump không có chứng cớ gì là hợp tác cũng như là điều động là hợp là là điều hợp với bên Nga để mà can thiệp vào cái cuộc bầu cử, điều đó là rõ ràng. Nhưng mà đến cái cuốn thứ hai tức là khi mà nói về gọi là có những hành động của tổng thống Trump mà người ta diễn dịch là có tính cách gọi là ngăn cản công lý thì cái báo cáo này liệt kê ra 10 cái hành động mà người ta cho rằng là ông Trump làm như vậy là ngăn cản công lý thì trong đó có một vài cái ví dụ như cái việc mà ông ông gặp ông giám đốc FBI trước đây là ông James Comey và nói chuyện về cái vấn đề của ông ông tướng là Michael Flynn thì ông chỉ nói rằng là À, ông Michael Flynn là một cái người tốt. À, tôi hy vọng là à, là công việc điều tra rồi sẽ à, 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 kể như là không có ảnh hưởng gì đến đến ông mà thôi. Thì ông Komi thì lại ghi ghi lại những cái chi tiết này và hàm ý rằng là nói là ông Trump là ngăn cản công lý không cho ông là điều tra ông Michael Flynn. Nhưng mà sau khi điều tra thì là à, Ông Robert Mueller được quyền nói chuyện với tất cả mọi người và không có bị từ chối bất cứ một cái tài liệu, bất cứ một cái nhân chứng nào ở trong White House cũng như là trong băng bầu cử của ông Trump. Và rốt cuộc là người ta cũng, cả cái ban điều tra của ông Trump mà chúng ta sẽ nói sau này thì đều không đi đến được một cái kết luận là ông Trump có làm cái điều gì mà có phạm tội hành sự hay không. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục Tường Vi kính mời quý vị theo dõi phần 2 của cuộc phỏng vấn đặc biệt về kết quả cuộc điều tra của công tố viên Robert Mueller do tiến sĩ Trần Văn Hải và Võ Thành Nhân thực hiện. Cái vấn đề pháp lý là như vậy nhưng mà cái vấn đề chính trị của cái cái vụ án này thì như thế nào vậy thưa tiến sĩ Hải? À, về vấn đề chính trị thì phải nói là nó cũng khá phức tạp và nó cũng không có đẹp đẽ gì cho lắm. Như anh nhân và quý vị cũng biết là trong cái cuộc bầu cử thì đã có một cái nghi vấn là bên ông Trump là thông đồng collusion với nga để mà thắng cử thì người ta mới tìm hiểu và người ta thấy rằng là có một cái tài liệu mà gọi là cái steel dossier là bởi vì ban tham mưu của bà Clinton cũng như là cái ủy ban điều hành đảng dân chủ quốc gia tức là Democratic National Committee thì đã trả tiền cho một cái ông người Anh tên là Christopher Steele Ông này trước đây là một dân làm trong ngành tình báo làm giám định gián, gián điệp Và ông này nhận tiền à, thông qua một cái cơ quan gọi là một cái công ty gọi là Fusion GPS để thu thập tất cả những cái thông tin xấu tất cả những cái tài liệu gì mà gọi là à, có hại cho bên phía ông Trump à, Rồi sau đó tìm cách là À, là tiết lộ ra cho báo chí cũng như là dùng một người vợ của một cái quan chức cao cấp ở trong bộ tư pháp là bà Nellie Orr tức là vợ của ông Bruce Orr à, để đưa vào cho FBI. FBI dùng tài liệu này để à, xin cái gọi là cái trác tòa và theo dõi những cái nhân viên ở trong bang bầu cử của ông Trump. Sau đó thì là người ta thấy rằng là đã có một cái nỗ lực gọi là à, do thám mà ông Trump gọi là spying thì lúc đầu khi ông Trump đề đề cập đến cái vấn đề này thì người ta phản đối báo chí, hùa theo Đảng dân chủ nói rằng là ông này nói bậy nói bạ, nhưng mà thật ra sau khi cái buổi uh, điều điều tra xong và có cái báo cáo cũng như là cái buổi điều trần của ông Robert Mueller đã cho thấy đã có một cái nỗ lực của FBI của Department of Justice Bộ tư pháp và ngay cả uh, một vài cái cơ quan tình báo như CIA đã đóng cái vai trò rất lớn trong cái việc là lập mưu cũng như là À, tiết lộ những cái thông tin này để mà tìm cách phá hoại. Và tôi cũng muốn nhắc lại là trong số những người ở trong FBI có ác cảm với ông Trump thì có một cái cặp, tức là ông Peter Strzok và bà Lisa Page. Hai người này thì sau này những cái thông tin mà nhắn qua, nhắn tin qua lại với nhau ở trên cell phone đã chứng tỏ rằng là hai người này có ác cảm và tìm đủ mọi cách để thứ nhất trong cái khi bộ tranh cử thì hại ông Trump và thứ hai là nếu ông Trump đắc cử thì họ cho rằng là họ có một cái là chương trình bảo hiểm để tìm cách ngăn cản cái việc mà là hoạt động của cái chính quyền của ông trump và tìm mọi cách để là trúc phê ông trump thì tôi nghĩ rằng cái khía cạnh chính trị này nó nằm ở trong cái tính chất của cái gọi là cái chương trình uh, gọi là bảo hiểm đó mà bây giờ thì tất cả mọi cái đều lộ ra chính quyền của ông trump sau hai năm rưỡi chịu mọi cái búa rìu của dư luận cũng như là một cái mấy cái cái đám mây đen lãng vãng ở trên uh, White House rằng không biết là ông này thực sự có vô tội hay là đồng lõa với nga hay không à, nhưng mà phải nói rằng là tình hình của nước Mỹ sau 2 năm rưỡi thì nó đã thay đổi hoàn toàn so với thời của ông Obama và người ta thấy rằng đặc biệt là về vấn đề kinh tế những thành quả kinh tế của ông Trump đã giúp ông một phần nào thoát ra đi được những tất cả những cái nghi vấn và những cái gọi là những cái búa rìu của dư luận nhưng mà cái backfire cái hậu quả nó không có cái kết quả giống như người ta mong muốn như vậy thì cái backfire cái hậu quả nó đi ngược lại thì cái ông Mueller cuộc đời sự nghiệp của ông như thế nào à, phải nói rằng là qua cái cuộc điều trần hôm thứ tư tuần trước à, chúng ta thấy ông Mueller năm nay là 74 tuổi và cũng chỉ hơn tổng thống Trump một tuổi mà thôi trước đây thì là đảng dân chủ là ca tụng ông, ông Mueller rằng là ông này rất là sắc sảo ông này có một cái sự nhạy bén về chính trị và làm việc rất à, hăng hái thì nghĩ rằng là với cái ra cái cuộc ra điều trần thì ông Robert Mueller sẽ cho họ những cái vũ khí tức là sẽ tiết lộ thêm những cái chi tiết mà có thể không có đề cập ở trong cái bản báo cáo nhưng mà như ông Mueller đã nói là trong cái, cái trong cái cuộc buộc họp báo ngày 29 tháng 5 ông nói là Tôi đã xong để để trình cái báo cáo cho ông Bộ trưởng Tư pháp rồi. Bây giờ tôi phủi tay và tôi sẽ không trả lời câu gì cả. Nhưng mà một khi Quốc hội Hoa Kỳ triệu tập thì bắt buộc là công dân Hoa Kỳ phải xuất hiện. Và đặc biệt là một công tố đặc biệt chi phí tiền thuế của dân gần 30 triệu đô và tốn một thời gian 22 năm à 22 tháng thì bắt buộc là phải trả lời. Và đó là lý do tại sao có cái cuộc điều trần. Lúc đầu thì đảng Dân Chủ rất là hy vọng nhưng mà tới khi thấy rằng ông uh, Robert Mueller có nhiều vấn đề ngay cả ở trong cái report của ông ta, ông cũng không biết, ông cũng không nắm những cái chi tiết mà nó nó là rất là đơn giản, phải ông phải hỏi đi hỏi lại những cái dân biểu mà đặt câu hỏi cho ông là uh, xin ông lập lại câu hỏi cũng như là uh, vấn đề đó tôi không đi vào uh, chi tiết được, tôi không thể trả lời được, uh, CNN nó tổng kết hơn 100 lần như vậy, thì điều đó nó chứng tỏ là nếu thực sự là ông Robert Mueller mà là viết cái tài liệu này cái cái bản báo cáo này thì ông phải nắm vững tất cả những cái chi tiết đó phải nắm vững từng chương từng mục phải nói là từng đoạn còn đây chứng tỏ rằng là ông để cho những cái cộng sự của ông và trong cộng sự của ông thì phải nói là có một người à, là đã nổi bật à, là đó là là ông Andrew Wiseman mà tất cả mọi người đều biết ông này trước đây đã nổi tiếng là lạm dụng cái quyền lực của một cái công tố viên đặc biệt trong năm 2002 khi ông này điều tra cái công ty Enron về cái vấn đề cũng gọi là à, Gọi là tham nhũng. À, cấu kết thì ông này đã làm cho cái công ty Arthur Anderson tức là một cái công ty kiểm toán quốc tế là với 85.000 nhân nhân viên phải phải là hầu như phá sản và 85.000 nhân viên đó đã mất việc. mất việc. Nhưng mà chỉ 3 năm sau thì tất cả những cái kết quả uh, pháp lý của ông Andrew Wiseman này bị tối cao pháp viện là là là, là xóa bỏ với cái tỷ số là 9.0 cho là vô hiệu lực bởi vì sai lầm. Điều đó chứng tỏ rằng là cái ông này là có một cái quá khứ cũng như là có một cái khuynh hướng quá khích lạm dụng cái quyền lực. Nhưng mà ông Robert Mueller thì lại là giao cho ông này tuyển mộ hết tất cả những cái luật sư mà ở trong cái ban bầu cử ban điều tra của ông ông, ông Robert Mueller, tổng cộng là 19 luật sư nhưng mà tất cả đều là những luật sư theo đảng dân chủ đã có đóng góp tiền bầu cử cho bà Hillary Clinton không có một người nào là độc lập, không có một người nào là cộng hòa. Do đó người ta phải là phê bình và chỉ trích cái lối làm ăn của ông Robert Mueller này. Bởi vì phải nói thật là đây là một cái cuộc điều tra mà nó không thường xảy ra. Hầu như là lần đầu tiên mà điều tra một cái vị tổng thống đương nhiệm như vậy. Rồi à, rồi lại là để cho những người mà có cái ác ý cũng như thiên kiến đối với người bị điều tra mà nằm ở trong cái nhân viên của mình ví dụ anh Peter Strzok sau khi bị khám phá ra là ông này có những cái phát ngôn cũng như là những cái tin nhắn với cái người tình nhân của mình là bà Lisa Page mà một cách là rất là ác cảm đối với ông Trump thì lúc đó mới bị sa thải điều đó người ta lại càng người là phê bình cái lối làm ăn của ông Robert Mueller và người ta thấy rằng ông này không phải là có cái cái tiếng tâm mà tốt đẹp như là đảng dân chủ đã à, nghĩa là ca ngợi ông như trước đây À, tôi thì phải nói thật rằng là trong thời gian ở Washington DC tôi cũng đã biết một vài trường hợp mà ông Robert Mueller hành sự không tốt. Ví dụ như trong trường hợp cái vụ tấn công là ngày 9 tháng ngày 11 tháng 9 ừ. năm 2001, lúc đó ông Robert Mueller là director của FBI và sau này người ta chứng tỏ rằng là ông đã bỏ bỏ lỡ rất nhiều cái cơ hội mà để khám phá ra cái âm mưu của những cái kẻ mà đánh uh, bom. Cái thứ hai nữa là trước đây có một cái vụ mà gọi là đầu độc bằng anthrax thì lúc đó ông Robert Miller cũng làm uh, director of FBI. Cuộc điều tra dẫn đến một cái nghi can mà uh, làm cho ông ta bị nghi ngờ đến độ là ông tự thử. và sau này sau khi mà tìm ra được cái thủ phạm thì chính phủ đã phải trả một cái số tiền rất lớn đền bù cho cái gia đình của người kia. Bởi vậy cho nên ông Robert Miller không phải là là một người mà người ta ví von là có thể đi trên nước, tức là tài tài ba và uh, và sắc sảo thì quý vị cũng thấy rằng qua cái buổi điều trần năm à, và thứ tư tuần trước thì quý vị thấy rằng là ông này bây giờ cũng có vẻ như là cũng đã lớn tuổi rồi và không còn là sắc sảo không còn nhớ cái chuyện này chuyện kia cho nên những ai mà nghĩ rằng ông ông Robert Mueller sẽ cung cấp những cái thông tin giúp họ tìm cách là đàn hạt tổng thống Trump thì tôi nghĩ là đã thất vọng trong cái ngày thứ tư sau ngày thứ tư tuần trước như vậy là kết luận của tiến sĩ Trần Quang Hải như thế nào sau cái vụ này? phải nói rằng là tôi không không đặt nhiều hy vọng cho đảng dân chủ qua cái buổi điều trần bởi vì tôi đã để thì giờ và tôi đọc hết tất cả 448 trang của cái bản báo cáo uh, khi ông Robert Mueller, Robert Mueller đề nạp cho ông Bill Barr vào ngày 22 tháng 3 năm 2019 và rồi sau đó uh, tới, tới ngày 18 tháng 4 thì là uh, cái bản báo cáo được công bố tuy rằng là có một số đoạn là bị kiểm duyệt bởi vì theo quy định không được tiết lộ những cái à, vấn đề mà liên còn đương điều tra hoặc là à, liên quan đến cái bộ thẩm đoàn nhưng mà tôi thấy rằng trong trường hợp này thì sau khi đã kết luận trong cái quyển một tức là không có à, đồng lõa không có âm mưu nhưng mà trong cái cuốn hai thì là đi ngược lại với tất cả những cái à, quy định cũng như là những cái à, chỉ định của bộ tư pháp thì tôi nghĩ rằng đó là tính chất tính cách chính trị của những người cộng sự của ông Robert Mueller. Xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Văn Hải. À, xin chào anh Võ Thanh Nhân và xin kính chào quý vị khán thính giả. À, kính thưa quý vị, à, chương trình phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi và tiến sĩ Trần Văn Hải đến đây xin được tạm ngưng. À, chúng tôi xin được cảm ơn quý vị và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho email về washingtondc@sbtn.tv. Tường Vi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.